Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, tại Bắc Bộ từ đêm nay đến hết ngày mai, khối khí mát dịch chuyển xuống và nén rãnh áp thấp vẫn là nguyên nhân khiến mưa dông tiếp diễn tại đây. Thậm chí cùng với hội tụ gió trên cao, hình thế gây mưa này còn khiến cho khu vực vùng núi và khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cũng cần hết sức đề cao cảnh giác với khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông suối và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Cùng với mưa, thời tiết vẫn duy trì dịu mát với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc có thể đạt ngưỡng 32 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa dông mạnh trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ. Nhiều khả năng tại các khu vực này cũng sẽ xảy ra lũ trên hệ thống sông suối, nên người dân khu vực ven sông suối cần hết sức lưu ý. Còn tại các tỉnh từ Trung và Nam Trung Bộ, do lại chịu tác động của hội tụ gió Tây Nam với rìa áp cao cận nhiệt đới, nên khu vực này cũng có mưa rào và dông, nhưng thời gian xảy ra sẽ chủ yếu về chiều tối. Còn ban ngày vẫn sẽ có nắng gián đoạn, với mức nhiệt trong ngày phổ biến ở ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ. Xuôi về phía Nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, với tác động của đới gió Tây Nam, mưa vẫn xuất hiện đều đặn về chiều tối nên thời tiết tại đây nhìn chung cũng ít có sự biến động. Lưu ý một số tỉnh ven biển có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm theo dông và gió mạnh nên bà con cần đề phòng cảnh giác. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa mai từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ. Thưa bà con, bệnh héo xanh lá trên cây cà chua do vi khuẩn gây nên làm cho cây héo đột ngột nhưng lá vẫn còn xanh. Hiện tượng héo xanh ban đầu xảy ra có thể ở một cành, thân hoặc một nhánh về một phía của cây cà chua, sau đó dẫn tới toàn cây héo xanh rũ xuống. Khi cây nhiễm bệnh thì bà con sẽ thường thấy ở phần phía gốc sát mặt đất vỏ thân xù xì, đó là nét triệu chứng đặc trưng của cây cà chua khi bị bệnh héo xanh vi khuẩn. Tốc độ xâm nhiễm và cây bệnh trong cây trồng rất nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn sinh trưởng cây trồng và độ ẩm đất cao. Đây là loại bệnh rất khó phòng trị, sử dụng thuốc hóa học không mang lại hiệu quả cao. Do vậy, bà con nên áp dụng các biện pháp phòng trị tổng hợp có hiệu quả cao hơn như là luân canh cây trồng. Đây là biện pháp có hiệu quả cao, có thể luân canh với cây khác họ cà hoặc luân canh với lúa nước. Không nên trồng cà chua hai vụ liên tiếp trên một chân đất. Bà con nên xử lý hạt giống trước khi đem trồng. Bên cạnh đó thì sử dụng các cây giống ở vườn ươm không bị bệnh và vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại. Bên cạnh đó thì bà con sử dụng phân hữu cơ hoai mục để bón. Nhổ bỏ những cây bị bệnh gom lại đem đi đốt. Ngoài ra, bà con nên tránh việc tiếp xúc giữa cây bệnh và cây khỏe. Lưu ý khi tưới nước tỉa cành, thu hái trái. Bệnh do vi khuẩn gây ra nên dùng thuốc hóa học hiệu quả không cao. Bà con cần phát hiện cây bệnh sớm và dùng các loại thuốc theo chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông mới có thể hạn chế được bệnh. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho tới 31 độ, độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 82 đến 87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm trung bình là từ 75 đến 82%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.